con còi nó đang ngủ kìa. Hàng ngày nó bắt nạt mình, hôm nay nhân lúc nó ngủ mình phải xử lý nó mới được. Nhưng mà cái đuôi của nó cũng mềm mại thật đấy chứ, êm ái thật. Nó thức dậy rồi à? Nó thức dậy chưa? Mình phải trốn đi mới được. Chắc chắn nó không nhìn thấy mình đâu, mình trốn kỹ thế này rồi. Làm sao mà nó nhìn thấy mình được? Hừ, đứa nào nghịch cái đuôi của tôi đấy? Khó chịu quá. Đuôi nó mềm mại thật đấy. Quất bắt được rồi này. Quất bắt được rồi đấy. Ôi, bà con ơi, nó mềm mại thật đấy. Nó thức dậy rồi à? Nó thức dậy chưa? Mình phải trốn đi mới được. Chắc chắn nó không nhìn thấy mình đâu, mình trốn kỹ thế này rồi. Làm sao mà nó nhìn thấy mình được? À, cái bà quát kia, bà nghịch cái gì đấy? Bà làm cái gì đấy? Bà tưởng tôi không biết à? Chẳng qua là tôi để yên xem sao, thôi nhé. Bà tưởng bà qua mắt được tôi à? Bà cẩn thận cái tay của bà đấy nhé. Tôi mà dạy tôi vả cho phát thì không trượt cái nào đâu. Thôi mình chuồn chuồn cho lẹ. 36 kế. Chuồn chuồn là thượng sách. Con còi này nó hổ báo cáo chuồn lắm. Hừ, đứa nào nghịch cái đuôi của tôi đấy? Khó chịu quá. Nhưng cái đuôi của nó kìa, cái đuôi của nó cũng mềm mại thật đấy. Êm mái quá đi. Đuôi nó mềm mại quá. Quất bắt được rồi này. Quất bắt được rồi đấy. Ôi, ôi bà con ơi, nó mềm mại quá. Mềm mềm như bông ấy. Êm êm ái ái là. Thế này mà tối có cái gối bông đuôi của nó thì ngủ ngon phải biết. Thôi, hình như nó thức dậy rồi ý. Cái gì đấy? Bà làm cái gì đấy? Bà tưởng tôi không biết à? Chẳng qua là tôi để yên xem sao, thôi nhé. Bà tưởng bà qua mắt được tôi à? Bà cẩn thận cái tay của bà đấy nhé. Tôi mà dạy tôi vả cho phát thì không trượt cái nào đâu. Chịu quá đi. Có ai mà dạy thì biết tay cỏ, rõ chưa? Không được giật cái đuôi của còi nữa. Đã bảo không được giật rồi mà. Sao lại còn cứ đúng đưa cái đuôi của còi thế này? Dừng lại ngay. Dừng lại ngay. Nghe rõ chưa? Bà qua mặt được tôi à? Bà cẩn thận cái tay của bà đấy nhé. Tôi mà dạy tôi vả cho không trượt phát nào đâu. Thôi, mình chuồn chuồn cho lẹ. 36 kế, chuồn chuồn là thượng sách. Con còi này nó hổ báo cáo chồn lắm. Cẩn thận vẫn hơn. Tính nó hung hăng ngang bướng lắm. Thôi mình chuồn cho lẹ. Hừ, đứa nào đang nghịch. Đứa nào đang nghịch cái đuôi của tôi đấy. Hừ, đứa nào đang nghịch cái đuôi của còi đấy. Khó chịu quá. Còi khó chịu quá đi. Có ai mà dậy thì biết tay còi, rõ chưa? Không được giật cái đuôi của còi nữa. Đã bảo không được giật rồi mà. Sao lại còn cứ đúng đưa cái đuôi của còi thế này? Dừng lại ngay. Dừng lại ngay. Nghe rõ chưa?
kia. Hàng ngày nó cứ bắt nạt mình, nó cứ trêu mình, hôm nay nhân lúc nó ngủ mình phải xử lý nó mới được. Nhưng cái đuôi của nó kìa, cái đuôi của nó cũng mềm mại thật đấy. Êm mái quá đi. Đuôi nó mềm mại quá. Quát bắt được rồi này. Quát bắt được rồi đấy. Ôi bà con ơi, nó mềm mại quá. Mềm mềm như bông ấy. Êm ái ái là. Thế này mà tối có cái gối bông đuôi của nó thì ngủ ngon phải biết. Thôi, hình như nó thức dậy rồi ý. Nó thức dậy chưa? Bà con thấy nó thức dậy chưa? Để tôi còn trốn đi. Tôi trốn đi mới được. Chắc chắn nó không nhìn thấy tôi đâu. Tôi trốn kỹ chưa bà con? Bà con có nhìn thấy tôi không? Chắc chắn nó không nhìn thấy tôi đâu. Hàng ngày nó bắt nạt mình, hôm nay nhân lúc nó ngủ mình phải xử lý nó mới được. Nhưng mà cái đuôi của nó cũng mềm mại thật đấy chứ. Êm ái thật. Nó thức dậy rồi à? Nó thức dậy chưa?